Bây giờ mình sẽ cho một quan niệm á là không có nên bột ngọt và đường, tại vì đường là nguyên nhân gây ra tất cả các bệnh trong cơ thể của mình ha. Nên đó là những cái gì mà ổng nêm nếm trong này nè, toàn bộ rất là tốt cho cơ thể của mình luôn. Salt is what gives you strength, make you strong, good for your muscles, your Ông nói muối rất là tốt cho sức khỏe luôn, làm cho mình khỏe, tốt cho trái tim của mình. Khi mà ai mà cảm thấy mệt mỏi hay nhức đầu gì á, thì mình đi hay đi truyền nước á, thì mình hãy lấy một tí xíu muối, mình pha tí xíu nước ấm vô, mình uống vô, mình sẽ cảm thấy khỏe hơn liền. Món bánh ngon nhất mà Trân thích ở Mỹ ha, cứ ăn ngọt theo ngọt thì Trân sẽ uống nhắm, vậy thôi. Become so silky. When I talk, they said my mouth oily. When I was young, I talk, the lady said my mouth oily. Ông nói mà khi ông còn trẻ có nhiều người phụ nữ nói ông là họ cái môi ông rất là ướt át. Cảm ơn bà cô chú xem ức gà. Hôm nay ông xã Trần sẽ nêm nếm. It's name for the chicken breast đã đi. Chicken is gonna be jerk masala. Jerk masala, cái đó là cái tên của món gà mà ông xã Trần sẽ nêm nếm hôm nay á. And masala chicken is mainly Italian to it, for the most part. But we are going to be putting a Jamaican twist on it, and it's jerk masala, so we're going to have some Jamaican jerk seasoning. Ông xã nói là sẽ làm theo cách của người Jamaican, cho tí xíu dớt vô trong đó. Gì đó con trai ơi, gì đó Victor? Balloon gì đó đi, get him balloon please. What do you say? Ông xã Trân sẽ cho mayonnaise vô này cả nhà. Một muỗng lớn. Đây là những gia vị mà ông xã Trân ông sẽ nêm vô trong ức gà hôm nay nè cả nhà. Đây là nghệ nè, muối hồng nè, mayonnaise nè, bột tỏi nè, gừng nè, bột hành tây nè, allspice nè, đặc sản của người Jamaica, tiêu đen và ớt đỏ. Paprika, ớt này không có cay nha cả nhà, chỉ có cho màu đẹp thôi à. Quá trời Sài luôn. Gòn. Và lắc pepper là ông nói là đến từ Sài Gòn. This is commonly known as Jamaican black pepper. Cái allspice là người Jamaican người ta biết đến là giống như là một cái tiêu đen á cả nhà. But in Jamaica, it is known as Jamaican pimento. Jamaican thì người ta sẽ gọi là Jamaican pimento. Xin. Xin. Rồi. Okay. Now. Anh ấy sẽ cho vô nè. A liberal amount of this because this is what make it authentically jerk. Anh nói là ông sẽ cho nhiều tí xíu tại vì cái này gia vị này là nó làm thành cái món đặc sản của người Jamaica. And of course, a liberal amount of Saigon black Sài Gòn. Tiêu đen Sài Gòn. Yeah. So this is not, after all this, it's not Italian anymore. Ông nói món gà này là của người gốc gác là của người Ý, nhưng mà cái qua tay ổng gia vị vô thì nó sẽ không còn là gốc gác của người Ý nữa. Italy is finished now. Jamaican Ông nói là người Jamaican và người Sài Gòn. Saigon. Jamaican Saigon Phan Rang Việt Nam. Fan rang. Vietnam. A little bit of this here. Bột tỏi. Little bit of ginger. Gừng. Bên này họ có những cái Ginger from Asia. sẵn như thế này, cho thấy rất là thích luôn á. Thứ nhất là có gừng mà gừng nhuyễn thành bột luôn và có gừng miếng vậy luôn. Rất là thơm ngon. Salt in it. Giờ ông xã chàng sẽ cho muối A hồng vô nè. liberal amount of salt. Muối hồng. Quite liberal. Salt is what gives you strength, make you strong, good for your muscles, your heart. Ông nói muối rất là tốt cho sức khỏe luôn, làm cho mình khỏe, tốt cho trái tim của mình. Khi mà ai mà cảm thấy mệt mỏi hay nhức đầu gì á, thì mình đi hay đi truyền nước á, thì mình hãy lấy một tí xíu muối, mình pha tí xíu nước ấm vô, mình uống vô, mình sẽ cảm thấy khỏe hơn liền. Và đây là bột hành, ông xã Trân mới cho vô. Onion is an anti-inflammatory food, superfood, along with garlic. Hành tây cũng rất là tốt luôn. And turmeric is also a superfood as well. Và nghệ. Anti-inflammatory, keep pains out of your body.
Nghe ông nói là cũng rất là tốt cho cơ thể Good luôn, for your heart. làm cho những cái cơn đau á tránh xa cơ thể của mình, và đặc biệt rất là tốt cho trái tim của mình. Và đây chân cắt một ít hành tây và cà rốt, chân để sẵn trong sẻ chân giờ ông sẽ nêm vô nè. Này là ớt, ớt rã đông đó cả nhà, nhiều quá ăn không hết á, chân để tủ đông. Seasoning now, which is Giờ ông sẽ chân sẽ cho carrots cà rốt và hành tây. and onion. Carrot is very, very good for the body, especially the eyes. Ông nói cà rốt rất là tốt cho cơ thể, đặc biệt là cả đôi mắt của mình Want to get young eyes? You eat ha. Ông nói mình muốn muốn mà đôi mắt của mình khỏe trẻ là phải ăn nhiều cà rốt vào. of course, we spray with a little bit of olive oil to keep Rồi. it moist, keep everything moist and keep it going. Anh ấy cho anh tí xíu dầu ô liu vô để cho nó dưỡng ẩm cho Keep gà. everything mobilized. Look at that look. Rồi, ông nói là nhìn It's là so rất là silky. mướt mát luôn. Mướt mát là you. Silky Oh, like you. Ông nói, chân nói hả? Nhìn rất là mướt mát giống ổng. don't mention it. As a matter of fact, I'm so silky when I talk to Sidman. When I was young, I thought the lady said my mouth Eilish. Ông nói mà khi ông còn trẻ có nhiều người phụ nữ nói ông là họ cái môi ông rất là ướt át. What do you say, mommy? Do you say my mouth, Oh Eilish? yeah. Do Ê, ông hỏi chân là cái môi của ông có thật sự là ướt át giống như người ta nói không? I Okay. don't Did I stop you? know. Yeah. Đây, rất là hấp dẫn luôn đó cả nhà. Nhiều màu, nhiều sắc và rất là tốt luôn. Đặc biệt là ông xã cho ông nêm nếm gì đó. Ông nói là món ăn của ông là giống như là một liều thuốc vậy. Nên mỗi lần ông ăn là ông nêm nếm những cái gia vị đó vô. Cooking with love. Ông nói nấu ăn với tất cả tình yêu thương của ông. With love. Cooking with love. Yeah. In Jamaica, we said we don't joke, we jerk. We don't joke, we jerk. That means we take whatever we're doing, we take it serious. Ok. Yeah. Là họ không có giỡn. Everything is serious about her. Mean. Xin. My man is serious about his music. That's Yeah. why he is a world class superstar. Yeah. Serious. Ông nói cái ca sĩ, người ca sĩ nổi tiếng ở Jamaican, thế giới luôn á, Bob Marley. Ông không có giỡn mà ông sẽ rất là nghiêm chỉnh, nghiêm trang, nên ông nổi tiếng thế giới về âm nhạc đó cả nhà. Usain Bolt is serious. That's why he's the fastest man in the world today. Usain Bolt là một người rất là nghiêm túc trong việc chạy, nên ông là người nổi tiếng thế giới về người chạy nhanh nhất thế giới luôn á. Jamaican rum, serious. When you drink it, you don't drive. Ông nói Jamaican rượu rượu người Jamaica rất là mạnh, khi mà uống cái đó vô là không được lái xe, lái xe một cái là nguy hiểm lắm. Jamaica as a country, serious. That's why the first James Bond movie, Dr. No, was made in Jamaica. And most James Bond movie was written in Jamaica. Ông nói Jamaican rất là nghiêm túc, nên một cái người diễn viên nổi tiếng cũng làm bộ phim đầu tiên ở Jamaica, rất là nổi tiếng luôn, James Bond. Canadian main plant is in Jamaica. When you see that cooking foil and it says Alkyon foil that you use for cooking, it says Alkyon. The main plant is in Jamaica. Canada hả? Canadian company. Ông xã cho nói cái nhôm này nè cả nhà, cái tên Renault này nè là của người Mỹ, nhưng mà công ty trụ sở chính là ở nước Jamaican của ông á, để mà sản xuất ra những cái foil này nè, giấy nhôm, giấy bạc. Rồi ông sẽ cho trái ớt cuối cùng trên mặt này cả nhà. Giờ ấy sẽ mở lò và cho vô ha. Got to look good. Giờ ấy sẽ cho vô lò. Chân sẽ nấu khoai tây chung với lại gà luôn nè cả nhà. Rồi anh ấy sẽ cho khoai tây vô nấu chung với lại thịt gà. Rồi thịt gà và khoai tây chuẩn bị ra lò. How many minutes gì đó đi.
Nóng đó, Victor, yeah, nóng. Chiếc phim đẹp ra. 50 phút. Mời cả nhà xem kết quả sau 50 phút nha. Rồi cả nhà coi món bí ngoài của trong này. Và các hợp dẫn là thơm ngon và bóng khói nè. Để làm cho cả bí ngoài và bóng cải luôn ha. Bếp nấu chín rồi kêu rồi nè cả nhà, lấy ra nè, trong đêm nếm thử rồi rất là ngon luôn, vừa miệng ăn. À giờ ông xã cho ông cho thêm một ít dầu dừa và tí xíu bơ. Giờ nãy sẽ cho lại vô trong cái lò để cho cái nhiệt độ lò nó giữ nóng á. Khi nào ăn thì mình sẽ lấy ra mình ăn ha. Rất là ngon luôn, cả nhà nên thử cái cách làm thịt gà này nha. Nồi thịt gà của nhà Trân xong rồi nè cả nhà. Nhìn giống như cà ri gà. Rất là thơm ngon luôn, đậm đà, ăn mà giống như là uống thuốc vậy đó, rất là nhiều chất dinh dưỡng không? Khoai tây nè cả nhà, sẽ cho ngon không? Cho vô giấy bạc, ngon nấu chung với gà luôn nè, giờ chín chín cả hai luôn nè, vào đã quá. Đây là bữa ăn tối của Trân này cả nhà, sẽ cho nấu cái món gà nè, nhìn giống như cà ri gà vậy đó, nhớ món mẹ nấu. Đây là khoai tây, món tráng miệng của Trân nè, bánh phô mai. Trân rất là thích ăn cái loại bánh này ở bên Mỹ này nè cả nhà, rất là ngon luôn, món ăn món bánh ngon nhất mà Trân thích ở Mỹ nè. Và một ít táo và lê. Trân mời cả nhà mình ăn tối với Trân nha. Ông xã Trân vẫn đang ở ngoài vườn đó cả nhà, nên giờ Trân đói là cho con Trân đi ăn trước rồi, thì Trân sẽ ăn trước ha. Nhà Trân là ông xã Trân không có ép buộc giống như là phải ngồi ăn chung này kia kia nọ, tại vì Trân có con nhỏ mà nên rảnh lúc nào Trân ăn lúc đó. Mời cả nhà mình nè. Khoai tây làm kiểu này nó ngon ghê cả nhà, bùi. Gà nó mềm rục luôn. Ngon. Tại vì ông xã cho ông quan niệm á là không có nên bột ngọt và đường, tại vì đường là nguyên nhân gây ra tất cả các bệnh trong cơ thể của mình ha. Nên đó là những cái gì mà ông nêm nếm trong này nè, toàn bộ rất là tốt cho cơ thể của mình luôn. Ví dụ như là gừng nè, làm cho mình nó bảo vệ cơ thể của mình nè, tốt cho hệ thống miễn dịch của mình nè. Rồi bột hành, bột tỏi, rất là nhiều thứ trong này luôn ha. Nêm nếm giống như là gia vị một phương thuốc vậy đó. Ngon cả nhà, rất là ngon luôn cả nhà. Cả nhà nên thử cái công thức của ông xã Trân nha. Mời cả nhà mình ăn bánh nè. Bánh này là bánh cheesecake, tiếng Mỹ gọi là cheesecake đó cả nhà, gọi là bánh phô mai. Có hai màu, một cái là phô mai bình thường màu trắng kem, này là cheesecake chocolate ha. Hai cá ăn cái trắng kem rồi, bây giờ còn cái này. Trân rất là thích ăn cái món này đó cả nhà. Đó là cái món bánh mà Trân thích nhất ở Mỹ. Cheesecake làm hơi ngọt nhưng mà đỡ hơn những cái loại bánh khác ha. Chúng mời cả nhà mình cùng ăn bánh phô mai nha. Ăn chung với táo, ngọt quá. Ăn xong này Trân sẽ vô trong pha giấm và nước lọc, uống một ly giống như này nè, để đào thải những cái chất ngọt này không cần thiết cho cơ thể của Trân đi ra, chúng thôi là nó trữ trong cơ thể là bệnh á. Nên cứ ăn ngọt theo ngọt thì Trân sẽ uống giấm vậy thôi. Đó là lý do tại sao Trân hay làm bánh ở nhà ăn á, làm vậy á. Ngày lâu lâu ông xã Trân thèm không mua về nè, ăn ké của ông. Lâu thiệt là lâu mới ăn chứ không ăn thường xuyên. Ngọt quá, béo mà nó ngọt. Trân cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Cả nhà xem video nếu thích thì nhớ nhấn nút like, share và đăng ký kênh cho Trân. Trân cảm ơn cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành. Got to go to a town that's right for me. Fuck it down. Got to make a move. Fuck it down. Vỗ tay.
Đây là chương trình âm nhạc của nhà con nè, ông bà cô chú ơi, nhảy đi, dancing đó đi. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Da 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 da. 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 Da 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 da. Na 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 na. Enjoy, tết đến trong tìm mọi người. Một ngày Tết chính thống quê tôi, người đã không ra Bắc phố Nam. Người lại đi mua sắm Tết, và giờ người đi lễ chùa. Một ngày Tết chính thống quê tôi, người đã trung tâm. Một ngày Tết đây chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui. Người nông dân thêm lúa thóc, người đứng ra màu phát tài. Yeah. Victor, is your baby? Yeah. Is he? Not my baby. Oh, okay. Not my Victor's baby. How about Leo Bama? Con có thích ba cái tóc không, Leo Bama? Yeah. You like your new haircut? Yes. Oh, lovely. Have you said thank you to daddy yet? Yeah. Okay. Victor, no, did you like your haircut? Who cried in the bathtub? Leo Bama. Oh, Leo Bama crying in the bathtub, or how about Victor? Are you crying in the bathtub, Victor? Hmm? What are you writing, Victor? Can you write your name, please? Me? Yes. Can you write your name, Victor? Để cho mẹ cái viết chì đi. Hey. Trời ơi, đây cho mẹ cái viết chì. Rồi, mẹ cảm ơn nghe. Mẹ viết số 1 cho con coi nghe. 1. 1, đúng rồi. 2. Đúng rồi, số 2 đâu? Viết cái số 2. Liệu bà Mai viết chữ gì đó? Chữ Simon Max. Ồ, so ha, ok. Đẹp quá. Hai anh em viết bài giỏi quá. That's it. My turn, Victor. Kêu tới lượt của Victor nè, hả Victor? Yeah. Okay, come with Troyer. Come this way. Come this way. Someday, during the course of your life, I probably will be hearing this from my sons. Oh yeah. Papa, Papa. I 20 years of age, and I can't live alone. I need someone to call my own. Papa, Papa, the fits. Papa, Papa, the fits is up on me now. I might just get from these boys. You never know. Mom!